Chào mừng các bạn đến với kênh Đường Về Vlog nha. Thì để thực hiện một chuyến đi sinh tồn dã ngoại như thế này ấy, thì các bạn đã biết chuẩn bị một vài dụng cụ như thế nào để đi một cái chuyến đi sinh tồn nơi hoang dã nhé. Thì để biết được điều đó chi tiết hơn một xíu thì các bạn vào xem cái video dụng cụ đi phượt của Đường Về Vlog nha. Ngoài ra các bạn cũng biết một vài cái mẹo để sinh tồn bên cạnh cái dụng cụ đi phượt đó, thì cũng khá nhiều cái mẹo đó các bạn. Thì hôm nay Đường Về sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẹo nhỏ nha. Đây là mẹo giặt đồ nơi hoang dã mà không cần dụng cụ giặt đồ và vẫn sạch sẽ như thường nha. Rồi mời các bạn cùng xem. Rồi đây là chiếc áo mưa nha cả nhà, hoặc là các bạn có thể đem một theo một cái tấm nhựa, tấm ni lông gì nhỏ nhỏ cũng được nhé. Đó, chỉ có vậy thôi. Rồi các bạn thay cái chiếc áo mưa này cho cái thau giặt đồ nhé. Rồi để làm được điều này thì các bạn nên tới gần cái mép nước và đào một cái lỗ. Đó, và bước thứ hai là như thế nào thì để Đường Về sẽ đào cái lỗ đấy, rồi Đường Về sẽ nối tiếp cho cả nhà nghe nhé. Để đào xong nối tiếp nha cả nhà ơi. Rồi bước thứ hai là gì các bạn ơi, mình mở cái miếng mủ này ra ha, sau đó mình chảy vào cái lỗ, mình tạo ra một cái thau giặt đồ nha các bạn. Ok, thấy chưa? Cẩn. Rồi giờ thì cho xà bông vào thôi. Rồi bỏ quần áo vào nha các bạn ơi. Tùy vào cái số lượng quần áo của các bạn á, nhiều hay ít mà mình có thể đào cái lỗ to hay là nhỏ nha các bạn. Rồi bây giờ tạt nước hồ vào này. Ok. Rồi bây giờ các bạn đảo cái đồ, trộn đồ trong này nha, cho xà bông nó tán đều ra nha. Rồi chúng ta ngâm 30 phút là bùn đất nó ra sẽ dễ hơn là mình giặt trực tiếp nha. Giặt ngay và luôn đó thì nó không có sạch. Hãy ngâm 30 phút rồi giặt sau nha các bạn. Sau 30 phút các bạn bắt đầu dùng tay vò cái đồ này nha các bạn ơi. Ok, giờ thì ném cái đồ giặt ra hồ thôi các bạn ơi. Giặt lại sạch sẽ nha. Yeah.